Thưa anh chị, có một vụ việc rất kỳ lạ xảy ra. Đó là có những người được thuê để đào và tạo ra những ổ gà trên quốc lộ. Họ làm điều đó vì cái gì vậy? Chúng thấy rằng có những đoàn viên thanh niên thiện nguyện và có những người có tấm lòng cao cả. Họ dành cả cuộc đời mình hoặc những giờ phút rảnh rỗi để đi trên đường và thấy cái ổ gà nào có thể gây nguy hiểm cho người đi đường thì họ dừng lại và dùng vật liệu tự có để san lấp và sửa chữa, mang đến sự an toàn cho mọi người. Ban đầu đó là chỉ những hành động tự phát thôi, nhưng sau đó nhiều nhà doanh nghiệp cũng tham gia và hỗ trợ kinh phí cho những người thiện nguyện này. Cuộc đời nó như vậy, nếu tất cả đều là xấu xa thì sao cây táo lại nở hoa, phải không? Tuy nhiên là chúng ta lại trở lại với việc những người tạo gà trên quốc độ, họ làm việc đó để làm gì? Lần đầu tiên được phát hiện, thưa quý vị, rất lạ. Vào khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 8, ba người dân địa phương bắt quả tang một người nam đang có hành vi đào phá quốc lộ 28B, đoạn km 50 cộng 550 thuộc địa bàn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Người này khai được người tên Trung thuê đi đào mặt đường và đọc số điện thoại người thuê. Điều bất thường là số điện thoại này trùng khớp với số điện thoại giá vỏ sửa chữa lưu động dán dọc quốc lộ 28B. Vị trí đoạn đường bị đào phá tạo ổ gà là đoạn đang xuống dốc, rất nguy hiểm cho các xe đang lưu thông. Qua quan sát, vị trí bị đào phá có đá lởm chởm với bốc cành nhọn, cách bản ranh với tỉnh Lâm Đồng khoảng 1 km và cách ủy ban nhân dân xã Phan Sơn khoảng 22 km. Do bắt quả tang người có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên người dân đã gọi báo cho công an gần nhất và công an đã tiếp nhận những đối tượng này để điều tra. Quốc lộ 28B dài 69 km là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Đây cũng là tuyến đường ngắn nhất nối Đà Lạt xuống Mũi Né, Phan Thiết. Đây cũng là trục giao thông theo hướng đông tây ngắn nhất kết nối quốc lộ 1 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, kết nối các vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân với Tây Nguyên. Cho nên hành động để tạo những ổ gà nhân tạo này rất nguy hiểm vì mật độ lưu thông đông và đoạn đường dốc rất nguy hiểm. Và hành vi này đã bị rất nhiều người lên án mạnh mẽ. Họ cho rằng đây là hành vi phá hoại tài sản công và xem thường tính mạng người dân. Hành động này là phá hoại tài sản nhà nước, cần xử lý nghiêm mới đủ tính răn đe, quá xem thường mạng sống của con người tham gia giao thông. Nhiều người chạy xe vào ban đêm không tránh kịp ổ gà, ổ voi, té ngã thương tích hoặc tránh nó mà vô tình cản đường xe lớn thì rất nguy hiểm, một người dân khác nói. Thiệt hại về con đường có thể thấy được, nhưng còn thiệt hại về tài sản và sức khỏe người dân khi bị tai nạn trên đường này là không thấy được. Vậy cần nên bắt bó tù, cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe bọn này. Nhưng liệu có tìm ra được thủ phạm hay không mới là vấn đề, thưa các anh chị. Và cơ quan điều tra đã vào cuộc và rất nhanh chóng đã bắt được những kẻ này. Nội vụ như thế nào? Các nghi can khai rằng khi biết đèo Bảo Lộc bị sạt lở, cấm các phương tiện lưu thông và phải chuyển hướng qua quốc lộ 28B để đi thành phố Hồ Chí Minh, một nhóm người gồm 3 người đã bàn cách phá quốc lộ này để các xe lưu thông qua đây hư lốp. Là nguyên nhân kinh tế thôi, họ bàn nhau đào đường để nhân và biến nguy thành cơ, đúng là biến nguy thành cơ. Khi đèo Bảo Lộc bị sạt lở, tuyến giao thông bị bố trí lại và phải đi qua cung đường này, họ quyết định đào những hố gà nhân tạo để gây tai nạn và những người bị hư hỏng phương tiện phải vào chỗ họ để vá vỏ hoặc sửa chữa phương tiện. Ngày 6 tháng 8, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 3 người gồm Ngô Minh Trung, 35 tuổi, chủ tiệm vá vỏ xe tại xã Ninh Thuận, Đức Trọng; Trần Đức Quang, 29 tuổi, ngụ tại xã Đà Loan; và lại Nguyễn Văn Tài, 17 tuổi, ngụ xã Ninh Loan, để điều tra về hành vi cản trở giao thông đường bộ. Theo điều tra, ngày 30 tháng 6, khi biết đèo Bảo Lộc bị sạt lở, cấm phát các phương tiện lưu thông và phải chuyển hướng qua quốc lộ 28B để đi thành phố Hồ Chí Minh, Trung cùng đồng bọn đã dùng cuốc, xẻng, xà beng đào mặt đường quốc lộ 28B để tạo ổ gà, mục đích là để ô tô lưu thông qua quốc lộ này bị sụp ổ gà, hỏng lốp phải vá. Đến 23 giờ ngày 1 tháng 8, như chúng tôi đã nêu trên, khi các đối tượng này đào ổ gà thì bị người dân phát hiện và bắt quả tang. Công an huyện Đức Trọng xác định chủ mưu vụ đào quốc lộ 28B tạo gà do Ngô Minh Trung gây ra.
Trung thuê Hoàng và Tài đào các ổ gà có sẵn thành hố sâu, hoặc đào những ổ gà mới được cơ quan chức năng giảm giá. Tức là những cái lỗ nhỏ nhỏ những đào cho rộng thêm, còn những cái nào mà mới vừa được sửa chữa xong, cơ quan chức năng sửa chữa xong thì chúng bóc tách cái lớp đó lên và đào thêm để tạo sự nguy hiểm thêm. Và họ đã bị công an tạm giữ hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ. Ở đây chúng ta thấy rằng thật kỳ lạ có những người như thế. Nhưng như tôi đã nêu, nếu cuộc đời này toàn những điều xấu xa thì làm sao có chuyện cây táo nở hoa, phải không? Phải có những người bỏ cả cuộc đời mình ra để lắp ổ gà, bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng, mặc dầu không được ai thuê mướn và không được ai trả tiền lương cho việc này cả. Đó là chuyện về một cụ ông 10 năm lắp ổ gà, ổ voi, mà người ông này tật nguyền phải bán vé số để mưu sinh. Cho dù đó chúng ta tật nguyền, nhưng ông này tên Dân vẫn lạc quan sống và tiếp tục niềm vui giá đường để đem sự an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Hồng Dân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, có chân trái bị tật nguyền từ nhỏ, cuộc sống mưu sinh quá khó khăn nên gia đình ông đã lên tỉnh Bình Dương mưu sinh với người bán giấy số dạo. Và nó cũng vất vả lắm, các chị biết rồi, người bán giấy số dạo bao nhiêu tiền. Nhưng mà bán giấy số dạo thì đi bằng xe đạp và đi bộ, cho nên ông quan sát con đường rất nhiều. Ông thấy có những ổ gà lâu ngày không ai sửa chữa và nó cũng gây tai nạn, làm cho các cháu bé đi học và những người già mắt mũi mờ mờ. Bị té ngã, cho nên ông tận dụng những thời gian bán hết giấy số của mình và đi lắp những ổ gà này lại. Lắp một cách chuyên nghiệp anh chị, ông sắm bộ dụng cụ gồm những dụng cụ để làm hồ và giá nó lại bằng xi măng kiên cố đàng hoàng. Và để có kinh phí giá đường, mỗi tháng thì bán giấy số có được ông Dân trích ra một phần để đưa cho vợ, số còn lại được dùng để mua nguyên vật liệu như đất, đá, xi măng để lắp những ổ gà này. Bất cứ cái nào ông thấy ông cũng lắp. Ông nói rằng: tôi thường đi vá đường từ sáng sớm, vá xong tuyến đường này tôi lại đi tìm tuyến đường khác để vá, lúc nào cũng tự thân trước. Tôi đi làm chủ yếu là tiền của mình, khi nào không đủ tiền vá đường thì đi bán giấy số, lưỡi đủ tiền thì tôi đi làm tiếp. Và ông còn những khi nào khẩn cấp thì ông làm thêm vào buổi chiều tối, khi bán vé số xong có thời gian giờ thì ông làm tiếp, còn bình thường thì ông làm vào buổi sáng sớm trước khi đi bán giấy số. Và nó không chỉ là một chuyện một người có tính khí như thế, mình vì mọi người đâu các anh chị, mà những người trẻ tuổi, những đoàn viên thanh niên cũng họp lại thành những nhóm thiện nguyện và đi giá đường lắp ổ gà để bảo đảm sự an toàn cho người lưu thông. Đó là cứ mỗi tháng một lần, nhóm bạn trẻ, chúng thanh niên Phật tử Phật quan tìm kiếm những đoạn đường nhiều ổ gà ổ voi để san lấp bảo đảm an toàn giao thông. Thí dụ như là vào lúc 21 giờ một ngày nào đó của tháng 6 mới đây thôi, 80 bạn trẻ của chúng thanh niên Phật tử Phật quan, tên nghe kỳ lạ quá, chúng thanh niên Phật tử Phật quan có mặt ven quốc lộ 1A đoạn từ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến trường Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng háo hức sẵn sàng cho công việc có ý nghĩa, đó là đắp đường lắp ổ gà ổ voi để đảm bảo an toàn giao thông công cộng. Đoạn đường này dài 500m nhưng có nhiều ổ gà lớn gây khó khăn cho người đi đường. Những người này thường xuyên di chuyển qua đây, kể vào những ngày mưa gió ổ gà đọng nước nguy hiểm, dễ té ngã khi tham gia giao thông. Trần Tiến Luân, anh này có 27 tuổi, nhân viên tư vấn kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật tại thành phố Thủ Đức, đã tham gia hoạt động lắp ổ gà đắp đường cùng nhóm được 3 năm. Tiến Luân kể lúc đi trên đường nhiều lần bị dắp ổ gà rất khó chịu, nên mong muốn làm điều ý nghĩa mang lại sự an toàn cho mọi người. Ban ngày mình đi làm, ban đêm có thêm một công việc thiện nguyện thì mình thấy cuộc sống có giá trị hơn. Và những bạn thanh niên khác cũng nói như vậy. Rất nhiều người tham gia, cái gì, những bạn trẻ tuổi, không phải như cô Hoa Hậu, Tân Hoa Hậu vừa nói đâu. Trong khi các bạn trẻ, bạn khác đi uống trà sữa rong chơi không có việc làm hết, tôi đó là Hoa Hậu. Dân thương trong lúc cô là Hoa Hậu thì có những thanh niên thức trắng đêm đi vá đường để cho cô và tất cả mọi người đi trên đường bình yên. Thưa các anh chị, đây là một hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa
và chúng ta thấy rằng việc tạo ra những ổ gà là một tội ác rõ ràng rồi. Nó có thể gây nguy hiểm, gây chết người. Và chúng ta tưởng tượng thôi, tôi không dám nói các anh chị, thí dụ người thân của chúng tôi chẳng may chập một cái ổ gà nào đó trên đường và ngã xuống gây thương tích, gây tổn thất cho ngân sách gia đình và tình yêu thương nữa, và chẳng may họ tử vong, có những họ tử vong rồi thì tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của họ bị mất đi một cách rất đáng tiếc. Và chúng rất may mắn, ngoài những kẻ độc ác như trên thì cũng có những cụ ông, cụ bà, những thanh niên trai tráng trẻ tuổi, thay vì đi làm hoa hậu, tôi nói đùa thôi, thay vì đi uống trà sữa, muốn trà sữa cũng tốt thôi, họ đi uống trà sữa xong rồi họ đi thức trắng đêm là vá những cung đường lại để tạo sự bình yên cho mọi người. Chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng cao cả đó đối với cộng đồng, và cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin cảm ơn rất nhiều, và cũng xin cảm ơn những ly cà phê thân thương của các bạn đã gửi đến chúng tôi. Đó là động lực để chúng tôi sản xuất thêm nhiều video gửi, trao gửi những giá trị đến cộng đồng. Xin cảm ơn rất nhiều.